Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, là ngày 6 tây tháng 4. Thì các bạn sẽ được là lúc này là video này đó thì giá Bitcoin là 57.720. Thì trong vòng 24 giờ qua được refresh uh, con Các bạn thấy được là thùng refresh con thì trong 24 giờ qua thì Bitcoin thì xuống 1,8% coi như cũng không có xuống nhiều thì Bitcoin vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 57, 58, 59 ngàn như chúng ta cũng đã biết trong mấy ngày qua thì coi như Bitcoin cũng đi hàng ngang nhưng mà các bạn thấy là chúng ta lại có cái sự tăng trưởng rất mạnh của rất nhiều những cái altcoin trong đó chúng ta có đồng Binance Coin BNB và XRP thường sẽ có một cái video giải thích thêm về đồng Binance Coin và XRP các bạn thấy được là Ethereum thì cũng tương tự như là Bitcoin thì vẫn coi như là miên một chỗ ở cái mức là 2.100 đô thì có thể nhiều bạn cảm thấy là Bitcoin và Ethereum thì cứ mãi giống như là Bitcoin mãi không qua được 60.000 trong vòng mấy ngày qua Còn Ethereum thì vẫn xây quanh là 2.100 đô thì nhiều bạn có thể cảm thấy là nhàm chán Nhưng mà thật ra những đồng như là Bitcoin và Ethereum những đồng mà bốn hóa rất là mạnh Các bạn thấy được là Bitcoin vẫn tiếp tục là trên 1.000 tỷ trong khi Ethereum là 243 tỷ Thì Bitcoin và Ethereum càng giữ vững, càng đi hàng ngang càng tích lũy ở cái vùng cao như là ở 57.000, 58.000 hay là trên 2.000 đô càng lâu thì càng cho chúng ta thấy được là cái giá này là một giá mà chúng ta có được cái sự hỗ trợ là một điều rất là tốt các bạn thấy được là chúng ta cần cái nền tảng này để tiếp tục tăng trưởng cho nên đây không phải là một cái tin tức xấu và đương nhiên khi mà Bitcoin đi hàng ngàn thì chúng ta mới thấy cơ hội những cái altcoin tăng trưởng cho nên rất nhiều bạn lưu trữ altcoin thì cũng nên vui khi mà chúng ta thấy được Bitcoin tích lũy ở cái vùng cao. Các bạn thấy được là chúng ta đã nói tới binance coin xrp à, sẽ có video riêng nói về hai đồng này chúng ta nói về polkadot thì xuống 5,5% Cardano thì tăng 42% uniswap thì không có thay đổi nhiều xuống 1% vẫn trên 30 đô la và vẫn đứng hàng thứ 8, litecoin các bạn thấy là tăng 8,5% chainlink cũng vậy tăng 8,8% thì Đối với Chainlink đó thì có một cái thông tin liên quan đến là các bạn thấy được là cuối cùng Thì chúng ta thấy được là công ty TraceScale đó Đây là một công ty đầu tư mà chúng ta cũng đã biết là gần đây Thì có rất nhiều những cái quỹ đầu tư mới xuất hiện Trong đó các bạn thấy là có quỹ đầu tư riêng uh, cho Chainlink Đây cũng không có thông tin gì mới, các bạn thấy đây là cái quỹ đầu tư Chainlink Nhưng mà cái thông tin chúng ta được ngày hôm nay đó Là ngoại trừ cái quỹ đầu tư riêng của Chainlink Thì TraceScale đã ra quyết định là sẽ để cái đồng Chainlink này vào trong một quỹ đầu tư hỗn hợp có vốn hóa lớn nghĩa là Drayscale Digital Large Cap Fund sẽ có đồng Chainlink ở trong cái quỹ đầu tư này Bây giờ quỹ đầu tư này chỉ có Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin Chainlink Cũng có nghĩa là công ty Grayscale sẽ tiếp tục thu mua thêm Chainlink Không chỉ riêng cho quỹ đầu tư của Chainlink Mà cũng sẽ thu mua trong quỹ đầu tư hỗn hợp này Đây cũng là một thông tin rất tốt liên quan đến đồng Link mà mình muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Và đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà muốn theo dõi thuần capital trên những mạng sòi các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là telegram facebook và twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì bấm vào link bên dưới các bạn sẽ tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi các bạn tham gia vào những sàn như là binance hay là nhận được bonus khi mình tham gia vào những sàn như là bybit mtfdx À, sàn Binance US, cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng lending có lại mà chúng ta cũng nói tới khá nhiều trên channel này. Và CryptoCoin, cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Và những người nào mà có thú thì những thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những thông tin đi. Thì thông tin mà có thể nói nổi bật ngày hôm nay không có thông tin nào khác hơn, đó chính là thông tin... Liên quan đến công ty Coinbase đã ra cái thông báo liên quan đến là công ty Coinbase thu nhập như thế nào trong cái quý 1 của năm 2021 này. Các bạn cũng đã biết là công ty Coinbase là cái công ty mà sắp sửa lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ thông qua direct listing. Các bạn cũng đã biết là direct listing khác với lại các bạn bán IPO như thế nào IPO là các bạn bán à, những cái cổ phần mới để kêu gọi vốn còn các bạn thấy được là chúng ta nói tới direct listing như là Coinbase đây là một cách lên sàn mà bán những cái cổ phần có sẵn và các bạn thấy được là những cái tài liệu căn bản được chia sẻ ngày hôm nay quý 1 thì tại sao mà công ty Coinbase lại lựa chọn ngày 4 tháng 4 mới lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ tại vì họ muốn tranh thủ để mà đưa ra doanh thu quý 1 để cho những người đầu tư à, biết được là họ kiếm được bao nhiêu tiền thì đương nhiên là giá của cổ phiếu sẽ tăng lên, giá của công ty sẽ tăng lên. Thì các bạn đưa ra công ty Combee cho biết là doanh thu quý 1 từ tháng 1 tới tháng 3 của năm nay là 1,8 tỷ đô la, tăng hơn 9 lần so với một năm trước đó thu nhập ròng, nghĩa là thu nhập mà sau khi mà các bạn đã trừ ra những cái chi phí đó là đã tăng lên từ 730 triệu đến 800 triệu từ 32 triệu một năm trước đó các bạn thấy được là Coinbase là một trong những công ty công nghệ đáng giá nhất, Chứng đoán là 100 tỷ trước ngày direct listing thì có thể là các bạn muốn biết là công ty Coinbase này lên trên sàn thì cái à, mức đánh giá là 100 tỷ là lớn hay là nhỏ thực ra đây là một cái mức đánh giá rất là cao các bạn có thấy được chúng ta khi mà nhìn vào tài liệu ở trên CNBC đi Các bạn thấy được những công ty lớn đó nhiều khi mà lên sàn cũng không đáng giá như là Coinbase Nhưng các bạn thấy được những công ty như là công ty công nghệ phần mềm Snowflake hay là công ty mà chuyển đồ ăn tới nhà DoorDash hay là công ty Airbnb công ty mà cho các bạn cái nền tảng để cho các bạn mướn phòng mướn nhà đó hay là công ty Roblox những công ty này thì chỉ lên sàn với cái mức giá là từ 40 tỷ cho đến 113 tỷ mà thôi cho các bạn hiểu là công ty Coinbase bây giờ được đánh giá dòng ngoài là 100 tỷ là một trong những công ty công nghệ rất đáng giá ở trên thị trường chứ không phải là chuyện giỡn không phải là chỉ là một cái tài liệu là bây giờ chúng ta là có một cái công ty trên thị trường crypto này lên sàn chứng khoán mà không những là một cái thông tin liên quan tới một công ty lớn trong thị trường crypto này lên sàn chứng khoán mà còn lên với cái giá rất là cao và các bạn thấy được là cái thu nhập của Coinbase rất là cao hiện bây giờ và hiện bây giờ đó công ty Coinbase nói là có tổng cộng là 56 triệu người dùng thì 56 triệu người dùng này các bạn cũng đã biết là con số này đó còn cao hơn những công ty như là Cash App và Venmo và cao hơn rất nhiều so với những cái ứng dụng như là Robinhood hay là Toro cho các bạn thấy được là công ty Coinbase không phải là một cái công ty nhỏ mà đây là một trong những công ty rất là lớn lớn đây ở đây không chỉ riêng là chúng ta nói tới lớn ở trong thị trường crypto đương nhiên các bạn thấy là Coinbase Binance những công ty cực kỳ lớn trong thị trường crypto này mà khi chúng ta bây giờ đó lấy công ty Coinbase bây giờ so sánh những công ty như là Casa, Vemo, Robinhood hay là e Toro thì công ty Coinbase là một công ty mà rất có tầm cỡ và các bạn cũng nên hiểu là khi mà công ty Coinbase lên trên sàn chứng khoán đó là sẽ bắt đầu là một cái bước tiến tới cực kỳ lớn để mà bình thường hóa thị trường này có thể là cái số lượng người còn lại những người nào mà còn có nhiều nghi ngờ về thị trường crypto này bây giờ thấy Coinbase kiếm được bao nhiêu tiền các bạn thấy được không những là Coinbase mà bây giờ đã những công ty khác hầu như là không thể làm ngơ với thị trường số tiền này, này nữa. Thứ nhất là cái nhu cầu quá cao đến từ những khách hàng nếu như mà không cung cấp mấy khách hàng cũng sẽ đi tìm kiếm những công ty cung cấp dịch vụ crypto mà thôi cho nên những công ty lớn như là các bạn thấy là CME, Nasdaq, CBOE, uh, Charles Schwab, Morgan Stanley vân vân các bạn thấy được là những công ty này đều uh, có dịch vụ crypto và kế tiếp nữa các bạn thấy được là cái lợi nhuận thì quá cao không thể nào mà những công ty những ngân hàng bây giờ lại ngồi yên để cho những công ty như là Binance, Coinbase chiếm hết thị trường này các bạn thấy được là cái sự thu nhập cái số thu nhập này rất là cao cho nên các bạn thấy được là khi mà lên sàn chứng khoán đó thì sẽ có thêm người à, biết tới công ty Coinbase và biết tới trên crypto này. Cho nên mà điều là cái sự à, phổ biến của crypto sẽ tăng lên rất là nhiều khi mà Coinbase bắt đầu lên sàn và khi mà giá các Coinbase bắt đầu có sự tăng trưởng mà nhiều người quan tâm đến. Cho nên đây là một điều rất tốt đối với thị crypto nói chung chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác đi đây là một thông tin à, mà các bạn thấy được là cũng không gì gọi là nổi bật nhưng mà thường cảm thấy là cũng khá thú vị tại vì gần đây à, đã có rất nhiều những cái đơn vị mà nói là có thể cho phép À, những cái nhân viên của họ có thể là nhận cái thu nhập như những cái lương mà một phần đó hay là tất cả có thể nhận lương bằng Bitcoin và một trong những đơn vị đó ngày hôm nay thông tin là cái đội bóng rổ Sacramento Kings là một trong đội bóng rổ là sẽ nói là những người làm cho đội bóng rổ này người chơi cho đội bóng rổ này có thể nhận cái số tiền lương của mình một phần hay là tất cả bằng Bitcoin và gần đây các bạn cũng đã thấy là một trong những người mà lên tiếng nói là muốn trả tiền lương cho những người trong thành phố mà bịt khôi đó chính là thành phố miami thì chúng ta được đây cũng là một trong những thông tin mà được nói tới rất nhiều ngày hôm nay cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy nhìn chung về tình hình của thị trường đi thì các bạn thấy được là thị trường đó thì chúng ta thấy là đối với lại cái crypto coin là low nghĩa là cái những cái mà thông báo mà thường setup mình thường chia sẻ với các bạn trong những video trước đây đó thì gần đây chúng ta thấy mấy ngày hôm nay đây thông báo cũng khá là im lặng nghĩa là không có nhiều thông tin liên quan tới à, có nhiều động định để lên sàn hay là có nhiều bịt không để lên sàn tuy là cũng có nhưng mà không đáng kể đây là thường nghĩ đào một cái sự im lặng trước cái à, mức giờ động mạnh và các bạn thấy được là Bitcoin như thường chia sẻ tích lũy ở dùng gần đỉnh và Ethereum cũng vậy đây là một cái dấu hiệu tốt đối thuận chúng ta nhìn chung đi tình hình thì các bạn thấy được là đây là tài liệu liên quan tới Coinbase Pro Outflow thì có một cái tài liệu rất là thú vị thường zoom và các bạn thấy rõ hơn là tài liệu này cho thấy là ngày hôm nay đó ở cái mức giá là 57.800 đô đã lại có thêm 12.000 Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thì đương nhiên nhiều người cho là rời khỏi tại vì sẽ đi vào ví cá nhân thì đương nhiên đây là một dấu hiệu nhiều người cho là những tổ chức đầu tư đã thu mua và đẩy số tiền bitcoin này ra khỏi sàn thì nhiều người mỗi lần mà thấy những cái thanh màu đỏ này tăng lên đó là những cái mức mà chúng ta có nhiều bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro và đây là một sàn mà chúng ta có nói biết là hỗ trợ rất nhiều những cái tổ chức đầu tư thu mua trong đó chúng ta có Tesla, MicroStrategy, chúng ta có me vân vân cho nên khi mà chúng ta thiêu đường màu đỏ nó tăng lên đó, nhiều người cho ra đây là cái mức giá mà những nhà đầu tư lớn vẫn ủng hộ Bitcoin và cái mức giá gần này nhất là 57.800 Các bạn thấy được đây cũng là một trong những điều mà làm cho nhiều người an tâm là cái mức 57, 58, 59 ngàn này là thật sự là một cái mức mà được rất nhiều người ủng hộ cho nên vẫn giữ được ở mức này trong thời gian nhiều ngày qua